xin chào nha. Các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe. Này. Ê, mình nhớ cái này một à, nó ở dưới kia. Mình cứ tưởng. Mình xuống đây mình đào nha. Mọi người nhớ cho mình một like, một subscribe để giúp mình có động lực để làm thêm nhiều video mới nữa đấy. Các bạn nào không giúp mình lấy cái cuốc của mình bổ đầu ấy nhá. Để được thôi. Lâu quá mọi người. Ây da, cái gì á? Mọi người ơi. Nhưng mà mọi người cũng không nên xem chim của mình nhiều. Hoặc là các bạn cũng không nên xem hoạt hình nhiều nhé. Vì nó rất hại cho sức khỏe các bạn. Các bạn chỉ nên xem ít thôi như mình. Mấy năm mình mới chim lại một lần. Nhưng mà reset ở cái này. Các bạn nhớ phải học giỏi á. Không học giỏi á thì không cho vào chim của mình đâu á. Mình sẽ livestream ở mọi lúc mọi nơi mình nha. Nhưng mà mấy ngày kia mình cũng lâu rồi không livestream á. Cho nên cũng không nhớ. Các bạn còn nhớ mình không đây này. Chắc mọi người quên mình rồi chứ. Nếu bạn nào mà còn nhớ mình thì để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình nhé. Chứ mình nhớ các bạn lắm luôn ấy. Mấy ngày qua mình không ngừng không chơi game. Vì sao? Vì mình còn phải lo cho em mình ấy. Mình cho bố coi ở đây còn cái này bố. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mua ba lô đi. Mình sẽ xem có ba lô mới không để mình mua nhé. Bạn nào mà ở ngoài đường mà đây tò mò thì để lại cho mình nhé. À đúng rồi mọi người ơi, nếu bây giờ mình nói to to lên tí cho mọi người nghe nhé, là bạn nào nghe tiếng mình nhỏ quá bạn cứ tăng tiếng lên các bạn nhé. Mình nói to to lên chứ mình không nói to mãi đâu, mỏi cổ mình nha. Các bạn nhớ phải tăng tiếng lên đấy. Không mất công các bạn lại chửi mình nói bé nữa nha. Mình làm mặt tiếng vừa đủ thì thôi. Bố hôm này nó có cái gì xịn thế, xịn như con cấu xịn á. Cái con cố chị nữa. Chị thế đấy. Mình đang chơi bằng điện thoại nhá. Khi nào mình cũng đã biết chơi máy tính rồi. Nhưng mà máy tính bố mẹ mình không cho chơi. Vì sao mình cũng không biết. Nếu mà bạn nào mà xem livestream của mình mà ở trong lớp của mình 3A2 đi trường tiểu học Thanh Xương thì bạn mới nhớ trả lời mình nhé. Mình tên là Quang. À không, lộn tên. Đây là tên của thằng khác. Mình có trả lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ดีที่โต๊ะแล้วเนี่ยอะไรไม่โดนไอศกรีมไลฟ์ครีมกระบาดคงกระบาดคงนี้จะกับสมน้องดอกสีนี้จะไลฟ์สตรีมกับกระบาดเลยที่กระบาดไหนแล้วคอมเมนต์นี้จะบอกเลยลงเยอะจังน้ำมากดีน้องน้องที่เสียงตัวแรกก็จะเล่นลายมันก็เล่นเยอะเตียนหน่อยดีลุ่มม่วงดูนี่มันจะจอดฮัลโหลเดี๋ยวนี้คุยหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวมีกันไปได้บุญลำเดียวOK, trong máy tính thì mình đã chơi vượt qua cả cái đấy rồi nha mọi người. Mọi người từng tưởng mình cá nhé. Cái này mà mình mới live stream cho nên nó không được nhiều đồ xịn ấy. Chứ thật ra trên máy tính là mình giỏi lắm ấy. Đừng nghĩ mình giỏi lắm đấy mọi người. Mình giỏi lắm.Nhi, tích thật ế, cứ thương họ có báo đây. Đau được cái gì họ ra, không được cái gì cả. Được. Đào. Mà mọi người ơi, nếu mọi người mà biết một số ai trong gia đình mình thì nhớ trả lời cho mình nhé. Mình có livestream ở mấy loại game mình cũng không biết. Mình thích livestream nhất là trong Minecraft nhé.Với cả mini vua là mình thích livestream nhất. Và trò này chính là trò Roblox. Mình thích livestream nhất. Các bạn mà muốn Roblox mình sẽ chỉ cho. Bây giờ nhá, có 3 con chữ ấy, các bạn ấn vào đăng ký ấy. Rồi sau đó mình ấn vào cái gì mà 3 cái hình ở trên ấy. Ngày sinh ấy nhá, năm 2011, rồi sau đó tháng 10,rồi ngày 12 là được nhé. Còn ở dưới các bạn viết tên các bạn gì mà cho nó xanh lên là được thôi, tùy các bạn nhé. Các bạn muốn chép tên của mình thì mình sẽ ế cho xem đây nhé. Ở trên đầu mình có tên nhé, đây nhé, tèo 112996. Cái này không biết ai có tên này thì bình luận cho mình nhé, chứ mình chả thấy mình nghĩ mình lấy đại tên thôi chứ mình chả biết tên mình tên gì nhá. Bây giờ tôi đến lấy tên của mình á, tên giả thôi nhá, tên thật của mình thì mình sẽ không nói đâu, tập cuối mình mới nói nhá. Đi. Anh ơi nâng cấp cái gì á, thôi không đâu.À, mình hiểu à mọi người ơi, đây là thằng em mình hiểu nha mọi người nhé. Ui mọi người ơi, xin chào. Lúc này mình có cái gì nhở, mình đào nước trứng quá cho nên bây giờ mình mang ra mình làm cái này cho nó nhanh nhé. Mọi người đừng nghĩHack Facebook tay nhé, mình cũng hack rồi. Ui, sắp được cái mới rồi. Mọi người ơi, mình chỉ cần đào thêm
vài cái nữa có thể làm được một cái mở cái ba lô mới, có thể nói là xịn hơn. À. Bạn nhà mẹ mình có gì không nhá? Vịnh Đào rất là tích cực đây mọi người ơi, đừng nghĩ là mình Đào chỉ để chầu tre thôi nhá mọi người nhá, mình Đào tích cực mọi người không biết thôi. Mình thấy cái túi này rồi, hồi trước ấy chưa cái túi, mấy cái túi này là mình chưa đến đâu. Mình muốn mấy cái túi như thế. À, xuống thế. Còn lại hình như là mình nhớ là cái nào nhỉ? Cái này đúng không nhỉ? Tự tính là mình đang tìm. Cái mà vào được cái ba lô mình nhớ đâu đây nhỉ? Nắm tay á. Bây giờ thì mình sẽ sang một chỗ mới nha, chỗ này không hay nha mọi người.